Tiếp tục hôm nay đó, em đi cho khách sĩ nhà em nha. Đó, 5 cặp kem Mezuzi chuẩn Nhật đó, tức là 5 hũ kem ban ngày nè, đó, màu đỏ nè, và 5 hũ kem ban đêm nha mọi người. Đây em Uyên quay kỹ lại trước khi cho hàng đi nè. Đây nha. Đó. Đó, mẫu tem mẫu mới nhất luôn nha mọi người. Đây em Uyên xoay kỹ hũ ban ngày cho mọi người xem nè. Đó, tem ở trên nắp hũ như thế này nha mọi người. Và đây, đây xung quanh của nó nha. Đó, dán tem bên hông nha mọi người. Đây là hũ kem ban ngày nha mọi người. Đó, chuyên dưỡng trắng sáng da, mềm mịn da nè, cung cấp độ ẩm và có chất chống nắng nhẹ nè, SPF nè. Đó, cho làn da nè, hũ 20g nha mọi người nha. Đây là hũ Day Cream, hũ ban ngày nha mọi người. Tem cấm giả của em ấy đây. Mọi người lưu ý giúp em Uyên đây ha. Mọi người có thể check ở đây để kiểm tra thật giả nha. Đây là tem ở trên nắp hũ. Tiếp theo đến đó là hũ ban đêm. Hũ kem ban đêm. Đây trên nắp nó cũng tương tự như vậy nha mọi người nha. Và đây ở bên hông của hũ nè, cũng có dán tem nè. Đây nha. Và đây dưới đáy hũ là Night Cream, một hũ 20g. Trung bình một bộ kem như thế này mọi người có thể là dùng là trong vòng là 2 tháng nha. Trong vòng là gần 2 tháng nếu mà mình biết cách sử dụng á, tiết kiệm là được 2 tháng luôn nha mọi người nha. Sử dụng rất rất là lâu mà giá cực kỳ mềm luôn nha. Mọi chi tiết muốn lấy xỉ lẻ cái sản phẩm này cứ inbox trực tiếp với em Uyên qua hai số hotline này. Đó, kết Zalo với em Uyên nha. Nhớ 0938033035 hoặc 0767750430 để được mua cái giá ưu đãi nhất, hỗ trợ cho sỉ nha. À, sỉ mới và sỉ cũ bên em Uyên đều hỗ trợ hết mình nha. À, chúc cho các chị em buôn may mắn đắt nè. Đó, khi mà nhập cái sản phẩm này về bán là không có lo nha. Đây là mẫu tem mới nhất luôn nha. Thì mẫu tem cũ thì bên em Uyên cũng còn một ít, những chị em khách sỉ hoặc khách lẻ nào muốn dùng á thì cứ inbox nha để có cái giá mềm cho mọi người luôn nha. Đây là cái mẫu tem mới nè mọi người. Mẫu tem của Uyên cũng xin thông báo lại là vẫn còn một ít, nên các chị em nào đó muốn dùng nha, dùng thử nè, dùng trải nghiệm nè, hoặc là đã dùng rồi mà chưa muốn chuyển hẳn qua cái mẫu tem mới thì có thể inbox trực tiếp với em Uyên để vẫn có thể sử dụng được mẫu tem kem cũ nha. Đó, nhưng mà Uyên cũng nói rõ nè, tem cũ thì tem cũ, nhưng mà cũ hoặc là mới gì thì bên trong cái chất kem vẫn y vậy, không thay đổi nha mọi người lưu ý. Đây em Uyên chia sẻ cho mọi người xem cái mẫu tem cũ của nó như trước đây nè. Còn đây là cái nắp của nó nè, ở trên nè mọi người thấy không. Đó ha, nó sẽ khác một tí xíu thôi, còn cái chất kem bên trong vẫn y như vậy nè. Đó, đây là mẫu tem mới nha mọi người, và đây là mẫu tem cũ. Những chị em nào đã quen dùng mẫu tem cũ rồi mà chưa muốn chuyển qua hãng mẫu tem mới thì vẫn có thể inbox em Uy có thể gửi cho mọi người tem cũ để xài nha, xài tiếp tục nha. Nhưng mà hàng cũng giới hạn thôi mọi người, tem cũ cũng sắp hết rồi, nên chị em nào đang dùng quen thì nhanh chóng nha, lấy nha, đặt mua vài ba hũ, vài ba cặp để mà mình để dành sử dụng lâu dài nha. Nếu không là vài bữa nữa là hết hàng này, em Uyên không có còn mẫu tem cũ nữa đâu cho mọi người đâu nha. Nhưng mà Uyên cũng xin nhắc, xin nói lại một lần nữa, dù là mẫu tem cũ hay mẫu tem mới thì cái chất kem bên trong vẫn là công dụng y chang như thế, không có gì thay đổi, các chị em đừng có lo lắng. Nếu mà muốn đổi qua cái mẫu tem mới vẫn dùng được bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết nha. Uyên xin nhắc lại một lần nữa cho các chị em an tâm khi mà sử dụng nha. Đây, mẫu tem cũ và mẫu tem mới. Chỉ khác cái tem để mà công ty luôn luôn thay đổi tem liên tục để mà tránh hàng nhái hàng giả. Tụi nó nhái giả nhiều lắm, cái mẫu này nhái giả rất rất là nhiều luôn. Hiện trên thị trường cũng có cái loại mẫu tem khác nữa, nhưng mà em Uyên á, được một cái khách hàng bên em Uyên đã sử dụng qua cái loại kem này, mẫu tem nào họ cũng đã sử dụng rồi, và họ kết luận lại là cái mẫu tem bên em Uyên đang chia sẻ, đang bán cho mọi người đây là cái chất kem nó rất là mềm mượt, không bị khô da nha, không bị khô da, mềm mượt và độ hiệu quả cao gấp 2 đến 3 lần so với những cái mẫu tem khác ở ngoài thị trường hiện nay nha. Uyên xin nhấn mạnh và nói rõ lại, không phải là vì cái kem bên em Uyên đang bán mà Uyên khen nha, mà chính khách hàng bên em Uyên đã sử dụng, đã trải nghiệm
luôn cả những cái loại tem khác, và họ cũng đã có kết luận và họ nói với Uyên như vậy, chứ không phải là em Uyên nói nha mọi người. Lưu ý giúp em Uyên nha, chất kem bên em Uyên á, nó xài mềm mượt hơn, không bị khô da hơn so với những cái loại mẫu kem tem khác ở ngoài thị trường nha. Uyên không đánh đồng tất cả nha, nhưng mà cái này là chính đích thân khách hàng bên em Uyên đã nói rõ như thế. Mọi người không tin có thể inbox trực tiếp qua hai số điện thoại này, em Uyên có thể inbox nè, chia sẻ cho mọi người cái clip hoặc là cái hình ảnh ha mà khách hàng bên em Uyên đã sử dụng và chia sẻ và nói về cái sản phẩm khi mà sử dụng bên kem bên em Uyên như thế nào, thì Uyên sẽ chia sẻ lại cho mọi người xem, để mọi người tin tưởng là sản phẩm bên em Uyên là chính đích thân em bên khách hàng bên em Uyên sử dụng, chứ không phải và họ nói như thế chứ không phải là em Uyên nói nha. Đây nha, Uyên xin đính chính lại một lần nữa ha. Xin cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn ủng hộ Shop In Fashion nha. Mọi chi tiết ha, muốn lấy sỉ lẻ cũng như báo giá sỉ lẻ sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp qua hai số điện thoại này giúp em Uyên, qua Zalo càng tốt nha mọi người, hoặc là qua Facebook Lê Thị Tân Uyên Shop In Fashion, hoặc fanpage cũng Lê Thị Tân Uyên Shop In Fashion, và Zalo cũng như thế nha mọi người nha. Em Uyên đều để cùng giống nhau một lúc luôn, để cho mọi người dễ tìm kiếm ra Shop In Fashion và mua đúng hàng chuẩn chính hãng để xài nha. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ.